Và tiếp nối chương trình sẽ là phần khen thưởng biểu dương các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua và những cá nhân có thành tích nổi bật tại các liên quan các quốc gia. Xin được trân trọng mời sinh viên Nguyễn Trần Hương Quỳnh, lớp Đại học Diễn viên kịch điện ảnh truyền hình K7A, học tập và rèn luyện xuất sắc. Xin mời sinh viên Lê Thái Đăng, lớp Đại học Đạo diễn sân khấu K9A, học tập và rèn luyện xuất sắc. Xin mời sinh viên Võ Ngọc Tiến, lớp Đại học Đạo diễn sân khấu K7B với thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc. Xin mời sinh viên Nguyễn Lệ Trinh, lớp Đại học Đạo diễn sân khấu K4. Huy chương vàng liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023. Xin được mời sinh viên Lương Thị Thanh Hoa, lớp Đại học Diễn viên kịch điện ảnh truyền hình K6D, học tập và rèn luyện xuất sắc. Xin được trân trọng mời sinh viên Nguyễn Lưu Hoài Vũ, lớp Đại học Diễn viên kịch điện ảnh truyền hình K7A, học tập và rèn luyện xuất sắc. Xin được trân trọng mời sinh viên Trương Thanh Ngọc Như, lớp Đại học Diễn viên kịch điện ảnh truyền hình K7A, học tập và rèn luyện xuất sắc. Xin mời sinh viên Đinh Phạm Phước Bình, lớp Đại học Đạo diễn điện ảnh truyền hình K9, đã đạt thành tích cánh diều vàng. Xin được trân trọng kính mời thầy Tạ Quang Đông, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên chúc mừng cho các bạn những sinh viên xuất sắc trong năm học 2022-2023 và đồng thời các sinh viên đạt giải thưởng quốc gia ở các cuộc thi, các liên hoan, các hội diễn toàn quốc. Và xin được trân trọng mời thầy sẽ nắn lại sân khấu để cùng ghi lại một tấm ảnh lưu niệm với tất cả các bạn. Chúc mừng các bạn. Và xin được trân trọng cảm ơn thầy Tạ Quang Đông.